đây nha mọi người, cái quán phở lẩu vịt rất là đông ở bên Bùi Minh Thực, phường 5 quận 8 mọi người, ngay trước cửa số nhà 105. Đông luôn. Hôm nay có dịp đi qua đây thì tiện thể ghé vào review cho bạn các bạn một đoạn clip để các bạn xem nhé. Hai đầu hai cánh hai miếng của vụ gì vậy? Quá đầy đông mọi người. Ăn chổng nó vậy kìa. Ở trong ăn gì đi chơi kia dùm em nha. Cánh cảm rồi, làm 5 chục. Vậy đứa này người nào 3.5 người nào? Đây nè. Em gái đừng thấy rồi. Đây nè. Biết rồi mà giờ quay lấy con đồ. Wow, cái này rồi có lòng luôn hả? Dạ có rồi. Trời. Có cánh chổng lòng luôn. Đúng không vậy? 100.000 nha, đủ mì luôn. Dạ. Bánh mì bé ở qua mua riêng giùm nha chị nha. Bánh mì là em không bán chung, mua riêng bánh mì à, chị mua cái gì vậy nói làm em đây chị đủ thứ luôn. Quán phở lẩu vịt cho mọi người. Đây là xương vịt này. Vịt này lọc lọc cái thịt này nhiêu vậy? 30 nè. Ủa em gái kia đâu rồi? Đây. Em gái mình xe nè, 350 hoài luôn nãy giờ. Em lấy quyết luôn nha. Dạ rồi, đợi con cái nha cô. Nè, bỏ bộ đồng với miếng quyết nó ẩu với quyết nếp luôn là 100 nè. Hai cánh anh ơi. Cánh nhanh quá trời luôn. Bỏ bộ đồng với ẩu với nếp vô là 100. Đây nè. Quá quá. Dạ dạ. Em quen nhiêu vậy? Dạ dạ, 2 đồng 2 cắn. Quá trời người cũng được. Bỏ một lồng dỗ đi nếp vô. Quá trời đông người mọi người. 30 của chị Ngài đồng này đi ba ơi. Biết Việt. Biết Việt với lại đậu xanh nghe các bạn. Quyết hết là chị chút xíu. Gấp cho chị gái nó giùm luôn cho. Quá trời người luôn. Không kịp luôn. Đầy đủ không? Giờ giờ đủ đủ đây. Đây của anh là 70. Hai nồi phở lẩu bên đây rồi. Bịch 30 của chị đi đâu nè? Gọi bốc mì bốc luôn. Bỏ bộ lòng với ổi ổi nếp vô. Dạ. Rồi bốc lên bốc lên. Bà bỏ lẻ mà đi cho ổi bỏ đi bà ngon thảo lấy tiền đi. Nè dùng cái đồ bịt bịt ra mọi người. Đổ thêm nước pha lấu và nước bịt vào. Cẳng để bên đây để đổ nè. Quá trời đông. Nếu ổ mì vậy nè, cắt ngang cái gì nè. Cắt vô ổ quyết nếp với nó, ổ lộn vô 100. Thêm 2 quyết với bộ đồ lòng. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Cái này là thêm bộ đồ lòng hả? Với ổ quyết luôn rồi 100. Với ổ quyết. Dạ. Cái gì? Quá ổ. Rồi. Một ổ quyết nếp hơn chưa? Ổ quyết nếp bộ lòng là 100 với. Bỏ đồ lòng nữa rồi chứ tiền ăn này. Cái này cánh này nha. Cánh này bỏ. Bằng gì? À dạ, trước đây bà có tham gia bạn ở đây không? Hả? Bà bạn ở đây trước đây hay sao? Không, nó luôn bán luôn. À dạ. Đó là hồi xưa là bà bán chung với là mẹ của anh. Chị em bán chung với anh. Thì là bán từ hồi mấy chục năm trước rồi đó. Mẹ nó bán hồi 10 mấy tuổi rồi, hồi 20 mấy tuổi có chồng tới vợ, bây giờ là 68 tuổi rồi. Dạ, bà vẫn còn tiếp tục bán ở đây. Ngồi đây. Tiếp tục luôn. Dạ, vậy là cái quán này chắc là phải chuyển từ đời này qua đời khác mà sau này còn tiếp. Mà bà ơi là cái trước đây mình học cái nghề phở lẩu vịt này là mình học ở đâu? Mua dưới chỗ người ta làm. Mua đồ tươi không à, không có mua đồ ai, mua đồ tươi không, đồ làm liền rồi là có kỷ niệm đồ đàng hoàng. Nhưng mà mình học thêm cái món này từ đâu? Của má. À, là cô má truyền lại nữa hay là quá trời đời rồi ha. Ba đời rồi ha. Ba đời. Rồi
Đấy, một cụ lầm ăn ở đây 10 cái chân 25 còn phà lầu ba đời này từ đời mà đời bà nội sao đời con đời cháu lấy cầm cái đầu một lầu đem về thì cũng ngon cái các bạn. À, đầu vịt đấy bạn. Hấp dẫn là nhìn rất là lạ luôn á. Đi cấm không? Cấm này đã lại 4.000 nè. Đây là huyết nếp. Huyết nếp. Nó này cũng lạ luôn. Những cái đầu vịt sao mà hấp dẫn. Đấy người mà đầu vịt thêm nha. Còn 8 cẳng. Đầu này phải ăn lúc nóng nó mới ngon nha mọi người. Mày dưa thì mày dưa ha con ha. 2:30 là có bán rồi. Dạ. Bạn tới mấy giờ? Hết đồ thôi đâu biết. À. Có thể nói một chút xíu về cái nước mắm nước chấm của mình không? Nước chấm mà tạo nên cái thương hiệu của mình á. Không. Không bí mật hả? Không bí mật gì đâu, cũng bình thường thôi. Dạ. Thấy nhiều quá thôi, không biết là một ngày là bán bao nhiêu con vịt. Ngày xưa vịt bấm ký, không có bán cái. Ký hả? Mình tính ra bấm cái thôi. Như thế này là toàn sướng thì cái thịt của nó đi đâu rồi ta? Mua trong loại giết mổ. À, mua trong loại giết mổ. Dạ, dạ. À, đây là lòng gà này. Cái mỏng này là lòng vịt thôi. Lòng vịt, cái này vịt không mẫu gà vậy đó. Cái này là... cái món này là xuất xứ từ đâu á cô ha? Sở thượng trong lò nha. Có nghĩ là mình cái món này ăn này là của người Việt Nam mình hay là của Việt Nam mình? Nước ở đây có quá trời đây nè. Của Việt Nam mình chế biến. Yeah. Nhưng mà giờ có biết nếp chưa cho dân sâu biết nếp thôi. Giờ các thứ nếp luôn. Ăn đây luôn. Còn như cái loại nước mắm này là tạo nên cái thương hiệu của cái dạ, đúng rồi anh. Cái này là ta nhờ nước mắm. Đây nè, chắc hay bỏ bồ lòng luôn là tắm cho quá. À, như cái nước mắm mê đông khách về hả chị ha? Dạ, dạ, cho biết nhéo luôn tài ơi. Ngon là nhờ cái nước mắm mọi người. Cái nước mắm này mình chế biến như thế nào có thể chia sẻ qua được không hả chị ha? Cái này tại vì mẹ của má làm á cho nên biết. À, cũng không biết luôn. Má biết má làm thôi. À, mình không biết luôn. Mỗi ngày buổi chiều thì bà nhân lực của gia đình mình là bao nhiêu người huy động ra đây? Có khi 10 mấy người không chừng đó không? Bán không kịp luôn ha? Về hả? Quá trời đông các bạn. Mình làm lớp khách này để khách kia đi còn khách có con mà khách được đến rồi đúng. Mà khách kia khách được vừa để đi thì khách sau đã đến rồi mọi người mà anh thấy là một cái phần bán nó không mắc lắm nhưng mà nó đầy sức mì nó gái mì ở đâu bán là được mấy chục năm rồi chị hả mì đâu gần 40 năm rồi anh à, à, 40 năm là gần một người rồi. Ngoài cái tên phả lầu vịt thì mình còn có tên nào khác không chị? Nhưng mà có cái tên gì gắn liền với cái tiệm của mình không? Dạ không, này như mình bán đồng này được á anh.
không có tên luôn. Quá giờ đồng này. Quán phà lâu vịt là 45 người nghiệp. Hôm nay chị kia nói là phà lâu vịt tài. Anh rồi, anh cái bọn shop đó à. Phà lâu vịt tài. Sao sao gọi là tài chị? Nó tên tài á. À, cái người mà anh tắt là như tốc độ ánh sáng đó là anh tài đó hả? Rồi anh đã làm bao nhiêu năm rồi chị? Ồ, hè gì anh cắt rồi anh không nhìn thấy luôn. Cái này là của mẹ đó. À. Lớn lên cho nó bán. Dạ, gia truyền ha. Gia truyền. Có tốc độ ánh sáng. Hôm nay ba đã 60 tuổi rồi. Anh cắt một cách điêu luyện. Anh nghề nghiệp đây 18 năm rồi. Nhỏ lớn. 47, 87, 100 nào bán ngoài cái cách nhấn như máy luôn. Lấy huyết này với nếp luôn anh. Còn hai loại huyết mọi người, huyết này với huyết nếp. Của con này sao là 90. Cái này là huyết nếp. Anh Tài là thêm 4 cái này coi như là chủ quán luôn. Chủ quán là lâu vịt. Bỏ bộ lòng với anh nữa mua. Đây, lần đầu tiên mình thấy quán phà lâu vịt đông như vậy mọi người. Đây là 200. Đây rồi, cô yên tâm đâu lái nè. Cho cô vô luôn mà. Hai bọn hai đồ. Đây, quá trời đông người. Cho thêm 6 bịch mắm này. Đây là đường Bùi Minh Trực của phường 5 quận 8 mọi người. Quán phà lâu vịt rất là nổi tiếng. 40 năm nay ở Sài Gòn rồi. Không có ăn đủ gì. Đây bỏ nữa, nếu bộ lộn 100.000 cái này nè. Cái này 50 nè. 200. 50 là gồm có hai cái đầu với một cái miếng mình. Huyết nếp hả chị Trần? Huyết nếp. Bỏ nữa miếng huyết nếp bỏ đồ lòng là 100.000. Đây cắt bỏ quá trời luôn. Nhìn như tao cái này 100 không có ai. 100.000 một bịch này mà. Một bịch 100 à, một bịch này 100.000 mà. Có bánh mì không? Chị lấy bánh mì không? Không có, em muốn lấy một miếng cũng được. Rất là đông luôn mọi người. Cho em 100 ngàn. 100 tới 400. Mới cho 2 cái đồng, 2 cái đồng. Dạ, dạ. Có canh. Cái này nhiêu vậy? Cái này 50 nè. Năm chục của ai? Một cặp chân, một cánh, một bộ lồng, nửa miếng huyết nếp, 10.000 này. Chân cánh lồng với huyết nếp. Cái này nhiêu chưa? 70.000. Quá trời đông. Cái này của chị phải không? Bỏ lòng vô là 90.000 của chị mới đến đây rồi. Có đứa nhỏ đây nè. Đúng rồi đây nè. Rầm rầm luôn ha. Bỏ lòng cho chị đâu. Đây đây đây. Cái này đem quả. Rất nhạy. Cả cái đầu vịt sẽ cắt. Bạc 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 bạc. Cái này cái này bỏ bộ đồ lòng vô là 90 phải không? Của cô không? Còn 90 thì của ai vậy? Một phần như là 90 các bạn. Cái này bao nhiêu? Bộ đồ lòng cô lại chăm cho cô vậy nè. Đây bao nhiêu? Cái gì đi chỗ này nè. 90. Mấy cái? Em hai cái đầu rồi. Em dưới đây là nhiều lắm. Mình vào lúc rất là đông khách mọi người. Này bộ lòng nữa phải không Trường? Bộ lòng vịt rất là đặc biệt. Ai ơi. Bộ lòng đó, bộ lòng nó chán năm lòng lâu lắm rồi. Giờ này nhiêu đây? Ai ơi, 90. 90 hôm nay. Các anh nói cho em biết quyết không? 10.000 quyết không? 30.000. 50 luôn, khoảng 2. Dạ, dạ, dạ. Đây, tiệt vịt với nếp. Trời cũ chị này 30.000 nè, tao lấy tiền rồi nè. Gần 5-6 người cô bán rồi. Đấy, đấy, không kịp, không thể nào kịp được. Để khách là quá là đông. Em hai cái đầu. Hiếu ơi, đây gần 50 nè. Cái thầu kia đâu Hiếu. Đây đưa đâu rồi. Còn nguyên nếp bán ra chưa? Chào mọi người, hôm nay mình có đi qua cái chỗ đường
Bùi Minh Trực này, phường 5, quận 8. Ở đây trước cái số nhà 105 thì có một cái quán phở lẩu vịt rất là nổi tiếng. Đây, quá trời đông người đang chờ ăn cái món. Giờ là đã 5 giờ chiều rồi. Phở lẩu vịt thì rất là nhiều vịt xuống mọi người. Đây này. Đây, bánh mì kèm với bánh mì nữa. Đây, bên này cũng có phở lẩu vịt đó mọi người. Để tôi hỏi chị chủ quán xem nào. Chị ơi chị, cái tiệm phở lẩu của mình là lâu chưa ta? Lâu rồi em. Bao nhiêu năm, khoảng bao nhiêu năm ha? À, ba mấy năm. 30 năm hả? Mình ở đây... Bởi quay, quay cái thằng bán không quay, quay. Dạ, dạ, không, mình thường gọi đây là phở lẩu gì chị ha? Phở lẩu vịt. Có tên gì không? Tài. Phở lẩu vịt Tài ha? À, 30 năm chỉ bán một cái địa chỉ này duy nhất này thôi ha? Đúng rồi, 105. Dạ. Như một phần phở lẩu vịt mà người ta mua thì người ta ăn phần mua như thế nào hả chị ha? Tùy theo, 50-100 ngàn. Mua kèm ăn bánh mì ha? À, dạ. Cái gì? Anh chủ đó là anh Tài hả chị? À, Tài. À, Tài.